Xin chào cả nhà nha. Rất là lâu rồi mình không quay clip mình up lên cái kênh. Hôm nay thì mình đang rửa một cái củ. Đây là một cái cây thuốc rất là già. Già lắm, già đanh đấy, nhìn già. Tức là nó hoàn toàn nó tự nhiên, không có chăm sóc cái gì hết. Nay là mình thành thủ của mình lấy cái này. Mình thỉnh thoảng có về thủ đô Hà Nội với cả thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì thành phố phát triển công nghiệp rồi dân số rồi xe cộ rất là nhiều, vô cùng nhiều, hay bị ùn tắc giao thông, khói bụi ô nhiễm, như vậy nó sẽ sinh ra một cái bệnh. Mà cái bệnh này thì nó không chết người đâu, nhưng mà nó cực kỳ khó chịu. Bản thân mình ngày xưa mình cũng đã, khi ngày xưa mình ở Sài Gòn đây mười mấy năm, mình làm văn phòng ấy, thì mình là gọi là cán bộ quản lý ấy, thì ngồi văn phòng suốt, ngồi phòng máy lạnh thì hay cửa kính, nó sẽ trong những building ấy thì nó sẽ thiếu cái oxy. Và cái tòa nhà 266, 268 Lê Thánh Tôn ấy, tức là nó tòa nhà của vòng bạc đá quý Bến Thành ấy. Thế thì ngồi thì mình bị, tức là nó bị đau, cái rất là đau và căng thẳng, đau hai bên thái dương, nhức mũi, rồi đau trán. Nói đến đây là các bạn hiểu là bệnh đó là bệnh gì rồi. Nó gọi là bệnh xoang mũi. Mình xoang mũi thì ngày đó thì mình bị bệnh xoang ấy, thì khi ngồi lâu bắt đầu là nó, mình mới phát hiện ra là cái bệnh xoang. Bắt đầu mình mới đi mua thuốc ở những các nhà thuốc, đủ các loại thuốc ấy, thuốc tây uống, nhưng mà không đi đến đâu cả. Sau đó mình có một bà chị, bà ấy làm lĩnh vực tài chính, bà chủ tịch của công ty chứng khoán, thì chị hay đi nước ngoài nhiều. Chị mua về cho mình, chị quý mình lắm, mua về cho mình phải đến mười mấy hộp ấy, hộp to thuốc của nước ngoài mang về. Cứ mỗi một tuần, mình nhớ là ngày đó là cách đây cũng phải cứ 7 năm 8 năm, cứ mỗi một tuần mình uống một hộp. Như vậy uống trong vòng 3 tháng nhưng mà không có biến chuyển gì. Tóm lại là các loại thuốc mình đã mua ở thuốc tây, rồi thuốc mua từ nước ngoài mang về không khỏi. Thế thì gọi là cái duyên nó tới, mình được một người bạn này, khi biết được cái tình trạng của mình, tức là mình hay mà mình bị xoang như vậy thì nhiều khi hay quên lắm, để cái này ở chỗ này vài phút sau là quên luôn. Nói chung là nó trước quên sau, nó chỉ nhớ được, có khi chỉ nhớ được vài ba phút thôi. Tức là đầu óc nó rất là đau, nó căng lên đấy. Ngồi làm việc phòng máy lạnh ngày 8 tiếng rất là căng thẳng, nó thiếu oxy, rồi bệnh xoang bắt đầu tái phát. Thế thì mình được cái người bạn đó, mẹ bạn đó là thầy thuốc, người vùng cao. Thế là họ chỉ cho mình một bài thuốc. Thế mình bảo là bây giờ mình thì mình chịu, thời điểm đó mình có đi rừng bao giờ đâu mà biết cái bài thuốc đó. Tức là họ chỉ cho mình bài thuốc, họ làm cho mình cái bài thuốc đó để mình sử dụng. Họ truyền lại cho mình cái bài này. Họ bảo là cái bài này thì bài này sẽ khỏi. Mình bảo nặng lắm rồi, nói trước quên sau làm sao mà khỏi được. Nhưng mà thực tế
Mình đã khỏi 7 năm nay. Mình được dùng nó. Và hôm nay là mình nghĩ mà thôi, mình phải làm một cái gì đó. Mình sẽ làm cái bài thuốc này. Mình sẽ làm bài thuốc này khoảng một vài tháng nữa. Kết hợp với mấy vị nữa. Vài tháng nữa bắt đầu là ai có duyên thì mình chữa. Ai có duyên thì mình chữa cho, mình chữa hộ. Chỉ có miễn phí nhé. Mình chữa bệnh là mình không lấy tiền đâu. Mình chữa cái bệnh sang là mình không lấy tiền đâu. 1.000 mình không lấy, 500 mình không lấy. Đó. Mình mà đã khỏi thì mình đảm bảo là ai cũng khỏi. Mình khỏi 7 năm rồi. Mình thấy nó rất là tốt. Nhiều người bị bệnh nên là mình phải làm cái bài này để mình chữa cho mọi người. Và xin nhắc lại lần cuối cùng là miễn phí, mình sẽ không thu một đồng nào của bạn nào cả. Có duyên mình sẽ chữa. Có duyên mình sẽ chữa cho. Không lấy tiền. Đó, rồi rồi, bây giờ mình đi cho mình đổ nước. Mình rửa, mình còn phơi phóng nữa. Rồi, chào mọi người nhé.